Nhiều muối nhỉ.
nhiều muối quá.
Ôi, con gì ấy nhỉ?
nóng quá.
cái gì ấy nhỉ? Ăn cơm không con trông em nhá. Mẹ đi làm việc nhá. Mẹ sàn cho mấy cây dưa, mấy cây đỗ nhá. Mẹ bón em nhá. Em không ăn á. Ui.
Ui, thế lát ăn nhá, thế lát em ăn ở rồi rồi. Thế em không ăn thì cho. Ừ, thế em không ăn thì không nhá. Ăn đi con. Bón cho em bé nhá, bón cháo em bé nhá. Ừ, đứng lại nào. Không đứng lại. Ăn ăn ăn. Ờ thế không ăn thì thôi. Ăn lười ăn thế. Ăn đi con. Ăn đứng lại nhá. Cái gì nào? Em đứng đây nha. Em đứng đây nha. Em để mày quạt 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 cho hai em nhá. Mát chưa? Này. Nóng nhỉ con nhỉ? Em nắng à? Để ở đây lát, lát khi nào em đói con bón em nhá. Thank you.
Ôi, em kia con đi. Đây mẹ đây.
Thank you.
Em bé tí đi. À, sắp tối rồi, im nhé con nhé. Thôi, nói chuyện nhiều nhé. Sợ lắm đấy. À, đây đây mẹ yêu nhé. Mẹ yêu em nhé. Nào con không chạy nhiều nào, sợ lắm nào. À, mẹ yêu em nhá. Em ti nhá, em ti em ngủ nhá, em nhá. Em ti em ngủ nhá, em nhá. Ờ. À. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Ồ. Mm-hmm.
Gì đấy?
Thôi ôi cửa nhà ba đi
cười ba đi. Mở cửa ba đi. Này em hay sao đấy? Hả? Mở cửa đi con đi. Con đi mở cửa cho ba đi. Mở cửa cho ba đi con. Con đi. Cái gì đấy con? Ai đấy? Ai ngồi ở ngoài kia đấy? Con đây, con đây, con đây. Không chờ đâu, không chờ đâu. Để ba đi xem nào. Đâu? Ở trong nhá, ở trong nhà đời nhá. Này, ui, 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 thôi, nói cơm à? Rồi ra đây xem nào, ra đây ra đi. Ngồi đây nhá, ngồi đây đợi nhá. Cầm đi. À đi anh ơi. Trộn luôn rồi, trộn luôn cả rau rồi. À đi bây giờ đừng về quấy rối mấy đứa trẻ này đi nhá, một tờ nhá. Ai đi anh đi chưa? Không sợ đâu, không đói cơm thôi. Đói cơm nó không sao đâu, đi rồi. Sợ đâu. Được, anh không đi nữa nhá, anh ở đây với mẹ con em nhá. Để cho ba ở đây cùng nhá. Con làm cho em nhá. Bà thì giúp mẹ làm nhé. Thank you.
Thì như ăn bún mì này, vui lắm. Bọn ăn mắc phát cái bàn tay. Thank you.
cẩn thận nhá nhá nhá. Con được trèo lên đây nhá, giờ chúng chân nhá. Rồi, xong bên này rồi. Nghỉ thôi, không làm nữa, mai làm tiếp. Nghỉ tiếp. Cục chạy nha con nhá. Con biết từ bao nhiêu đấy nhỉ? Thank you.
Ăn đi. Cái con đâu? Được. Thì ra ngoài lên nữa. Ăn thêm nhiều rồi. Rồi con đi nhé con nhé. Được rồi, được. Mẹ ướt hết rồi. Lấy đi cầm cái ô đi. Lúc nãy đi chưa mưa. Đây 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 đây. Nó ấy đi cầm đấy để về. Không được. Làm gì đó kìa. Em ngồi đấy nhá. Để bảo bóng chó cho em nhá. Trả cho em á. Đây. Đây. Âm này. Âm này. Âm này. Con ăn không? Ăn cháo không? Ăn này. Em ăn rõ chưa này, chưa này. Ăn này. Anh cháu nhé, anh cháu với em nhé. Ăn.
Em phá màu thế. Rồi, em ra kia xem mẹ đi. Rồi. Chưa xong đâu con. Để mẹ ăn. Con đi chung em đi. Đây, cái này quét giường nhá. Này mẹ quét. Này mẹ quét lên nhà. Đấy còn kẹo em ăn rơi đấy. Đây, con quét dưới này đi. Quét quét hẳn xuống dưới đi. Quét quét cái kẹo này xuống dưới đi. Em đi ra đây cho anh. Quét nha. Đây nền đấy con ạ. Tí quét 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 con. Đây thì bác quét cho mình. Quét 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 quét. Để đấy. Giờ con ngồi xuống chơi em đi. Ngồi xuống chơi em đi được không? Lấy cái gì thôi.
đây. Cẩn thận em đau con nha. Cá thịt chung đi. Em mượn cho một tí. Em muốn tí á? Em làm móng ngủ nhá. À, em anh ạ, à, anh cho em ạ à một tí. Đây em xem anh cò ở trong căn thế này. Em ơi, nhìn nha. Này thế còn
Ê, hai anh em ở với ba nhé, mẹ đi ngồi đầu một tí nhé. Ê, em cũng lên đây. Em cũng lên đây. Đây, cho em ngồi ở đây này. Cùng em nhé. Trồng gì em? Trồng hoa. Trồng hoa. Mưa được ẩm nên trồng là hợp lý không? Không ngủ rồi anh? Ngủ rồi, cả thằng lớn cũng ngủ.
Em không ngủ à? Em một cái. Ngủ một tí lại dậy rồi. Để mẹ trồng hoa thôi nhé. Nhé. Mai trồng ở đây một vườn hoa luôn em nhé. Con đừng dấm vào cái này nhé con nhá. Cái này này. Cái này hòa đấy nhá. Mẹ ngồi nó phải cất đơn nào. Để coi xem em nhá, xem em nhá. Thank you.
Này mẹ rào vào để con phải nhắm vào nha. Để con phải nhắm vào nha đấy chưa ạ. Em lại buồn ngủ lắm rồi. Anh cứ lên nhà cho em con. Em lại buồn ngủ lắm rồi. Đi đi chứ. Em đi đi. Em bé ngoan. Tại con này đi thích lắm mà em ơi. Chưa ngủ lắm rồi mà không chưa ngủ. Xong rồi. Đấy. Lên nhà đi con. Mẹ làm xong rồi. Lên nhà đi. Mẹ ơi, nào mẹ bé lại. Thích chưa? Thích chưa? Rồi khỏi rồi. Em cười.